Xin chào các bạn đến với kênh của Thỏ Mất Kính các bạn. Hôm nay thì giải bóng chuyền 44 sân bóng chuyền xanh mở rộng lần 2 được tổ chức tại sân bóng chuyền xanh. Và trận này là trận đầu tiên của giải nha. Trận khai mạc đội của Hiếu Ducati với dàn sao trẻ của MC Bình Dương nha. Đối đầu với bên kia là anh em Bắc Nam của đại diện là đội trưởng Bảo Thái đang bốc thăm chuẩn bị bước vào trận đầu tiên của giải nha mọi người. Mong các bạn hãy like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Trận đấu bắt đầu. Điểm 0-0. Quốc Việt chuyền hai xử lý bóng tốt. Bóng chạm tay trắng. Điểm 1-1. Sân trường trắng bóng tốt của Bảo Thái. Điểm 2-1. Bắt bóng ra ngoài. Phản công. Ai sân trường bỏ bóng ra ngoài. Điểm về cho Hiếu Ducati 3-2. Hiện tại trên sân là tất cả đều là cầu thủ trẻ nha mọi người. Phạt bóng quá tốt của Quốc Việt. Sân trường ghi điểm. Điểm 4-2. Điểm bóng 4-2. Đường đi quá đẹp. Đường đi quá đẹp. Đến trừ vị trí số 6. Tấn Khoa. Đập bóng ra ngoài. Điểm 5-5. Để cho bóng chuyền phủi của miền Nam ngày càng phát triển nha mọi người. Bỏ bóng tốt. Điểm 7-6. Phạt bóng quá tốt. Vậy là bóng chạm lưới lan trên kia là bóng xử thua mọi người. Điểm 8-6. Điểm 8-6. Bóng chạm tay trắng ra ngoài. Điểm 9-7. Điểm 8-10. Bỏ bóng tốt của Sệ. Trận này Sệ quá tốt mọi người à. Số 3. Điểm 13-9. Bỏ bóng tốt của Việt Anh. Điểm 14-10. Phát bóng ra ngoài.
Đập bóng tốt của Việt Anh như là kết thúc trận đấu đầu tiên nha mọi người. Kết thúc trận đấu đầu tiên, team anh em Bắc Nam thắng. Đúng không? Đúng. Cực kỳ khó chịu với vị trí cháu và sẽ có phản công cho các chàng trai bên phía anh em Bắc Nam. 6 là đội bóng phước của Trần Xuân Trường. Khang tiền công cũng có bỏ hơn thi đấu đáng tin của đấu và tỷ số giờ đang là 1-4. Quá tốt. Và chắn bóng thành công của Hoàng Cường và Tấn Quả. Quá tốt. Thank you.